Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự lúc 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay ngày 11 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây. Trong vòng 10 năm trở lại đây, vùng đồng bằng sông Cửu Long đã bị tụt giảm lượng nước ngầm xuống khoảng 15 mét. Một trong những nguyên nhân là do nạn khoan giếng quá mức. Thành phố Đà Nẵng tập trung giải quyết việc làm cho người dân ở những vùng quy hoạch giải tỏa. Đây là giải pháp hiệu quả để ổn định an sinh xã hội tại địa phương này. Vở nhạc kịch kinh điển thế giới Le Bohème ra mắt khán giả thủ đô nhân kỷ niệm 20 năm chương trình hòa nhạc Hennessy tại Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Theo Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam, chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, vùng đồng bằng sông Cửu Long đã bị tụt giảm lượng nước ngầm xuống khoảng 15 mét. Nếu như trước đây, chỉ cần đào sâu khoảng 100 mét là đã có thể khai thác được nguồn nước ngọt đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, thì ngày nay phải đào sâu gấp đôi. Một trong những nguyên nhân khiến suy giảm nước ngầm là do nạn khoan giếng quá mức. Toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện có khoảng 400.000 giếng khoan khai thác nước ngầm do người dân tự đầu tư và hàng trăm trạm cấp nước tập trung. Ước tính tổng lượng nước ngầm khai thác toàn vùng trên dưới 1 triệu mét khối một ngày. Tháng 4 là tháng đỉnh điểm của xâm nhập mặn và hạn hán ở đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù đã được dự báo từ khá sớm, nhưng những giải pháp đối phó của người dân đều không có tác dụng. Sau cây lúa, hàng ngàn hecta rau màu ở Trà Vinh đã bị thiệt hại do nguồn nước tưới bị nhiễm mặn hoặc cạn kiệt. Kênh này năm nay bị nhiễm mặn, dân thì bỏ tay luôn. Cải này tôi để giống á. Giờ bị nhiễm mặn thì bây giờ nó chết rồi, nó nhổ vỏ mất trắng. Không dưới 3 lần ông Danh Kiên dùng từ này khi nói về 7 công rau của gia đình. Không riêng ông Danh Kiên, nhiều hộ trồng màu ở Trà Vinh cũng bị thiệt hại nặng. Vợ chồng chị Thạch Thị Kha có một công ớt, do nguồn nước tưới bị nhiễm mặn nên ớt cứ khô héo rồi chết dần. Em thiếu nợ bên phụ nữ, bị dai làm vốn vậy, bây giờ làm thất bại, trồng không được vậy, lỗ rồi. Toàn tỉnh Trà Vinh có khoảng 30.000 hecta rau màu. Do các con kênh đều bị nhiễm mặn, nên nguồn nước tưới phụ thuộc hoàn toàn vào những chiếc giếng tự đào. Gia đình ông Nguyễn Văn Lập cũng có một cái giếng như vậy. Nhưng giờ, nước đã không còn nhiều. Cứ cái đà này, rẫy bắp 0,5 hecta nhà ông cũng nguy cơ mất trắng. Giờ hết nước tưới, bà tính làm sao? Dạ không, em mình xuống cây nước đi, kêu cây nước, mình kêu người ta xuống cây nước đi, mình tưới chứ để nó tưới hết. Giờ đường không có tiền có bạc, giờ kiếm mượn tiền đâu. Thì tôi chạy tôi hỏi. Hiện Trà Vinh có hàng ngàn hecta rau màu bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn. Để có nước tưới, bà con nông dân chấp nhận khoan giếng ngầm với giá 1,6 triệu đồng, nhưng không phải ai cũng đủ tiền. Hậu quả là đã có hơn 9.000 hecta rau màu ở Trà Vinh bị chết khô hoặc giảm năng suất do thiếu nước tưới. Mưa đá kèm dông lốc trong những ngày qua đã gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của nhiều người dân ở Nghệ An và Lào Cai, Điện Biên. Những viên đá có đường kính đến 2cm và có cả những hòn đá có đường kính to bằng quả trứng gà. Mưa đá kèm dông lốc, gió xoáy khiến hơn 10 nhà dân bị tốc mái và hư hỏng nhiều diện tích rau xanh ở Lào Cai. Còn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, gió lốc và mưa to trong những ngày qua cũng đã làm cho 86 ngôi nhà dân bị tốc mái và 3 người bị thương. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tuần Giáo đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường khắc phục thiệt hại, di chuyển các hộ dân có nhà bị sập, chuyển đến những nơi an toàn hơn. Thêm một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter vừa xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Chanh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Mặc dù các nhà khoa học đã lý giải tình hình động đất có thể xảy ra thường xuyên tại đây, nhưng người dân những vùng lân cận thủy điện vẫn không khỏi lo lắng bởi những tiếng nổ lớn luôn kèm theo mỗi khi dư chấn xảy ra. Thủy điện Sông Chanh 2 có dung tích hồ chứa hơn 730 triệu mét khối nước. Đây là một trong những hồ thủy điện có dung tích lớn nhất trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn. Sau 10 giờ xảy ra động đất, người dân chung quanh thủy điện Sông Chanh 2 mới dám ra khỏi nhà. Dù đã quen với những tiếng nổ lớn và rung lắc từ lòng đất, nhưng ai nấy đều cảm thấy lo sợ và bất an. Cái lúc nổ là nó to đó, cái này ngã xuống này, nổ mạnh đấy. Hàng ngàn hộ gia đình thuộc xã Trà Đốc, Trà Bui sống ngay bờ hồ thủy điện Sông Tranh 2. Sau những dư chấn, tường nhà bị xé toạc. Vài năm trước, nhà máy có hỗ trợ để người dân sửa nhà. Đến nay, chương trình này đã kết thúc.
demo cũng ngu không được, dứt hết cả cửa đi. Từ đầu năm đến nay, khu vực này xảy ra 3 trận động đất. Sau mỗi cơn dư chấn, chính quyền xã lại trấn an người dân. Thực tế là người dân chưa được trang bị kỹ năng ứng phó với động đất. Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai nằm sát đập chính thủy điện Sông Tranh 2. Hàng trăm học sinh và cả giáo viên trường này chưa từng được tập huấn về phòng chống thiên tai như động đất. Công tác tuyên truyền chỉ dừng lại ở việc dán những tấm áp phích như thế này. Đó là một điều rất là cần thiết để các em có kỹ năng sống trong hàng ngày, cũng như ở trường cũng như ở nhà. Đập chính thủy điện Sông Tranh 2 có độ cao 96m, mực nước dân bình thường 175m. Dù xảy ra nhiều trận động đất nhưng đập thủy điện này vẫn nằm trong phạm vi an toàn. Tuy nhiên, trang bị kiến thức và diễn tập phòng tránh thiên tai cho người dân huyện Bắc Trà My là tối cần thiết để hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu sự cố xảy ra. Trong số các nền kinh tế đang phát triển lớn ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Philippines có triển vọng tăng trưởng mạnh nhất với mức là trên 6% trong năm 2016. Đây là nhận định từ báo cáo cập nhật kinh tế Đông Á-Thái Bình Dương được Ngân hàng Thế giới World Bank công bố sáng nay. Cũng theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, tiêu dùng cá nhân và tăng trưởng đầu tư của Việt Nam có dấu hiệu chậm lại. Ngoài ra, một vài lý do gây quan ngại cho nền kinh tế khiến tăng trưởng khó đạt được như năm 2015, bao gồm gia tăng nợ công và dự trữ ngoại tệ thấp. Kiến nghị về những giải pháp để tiếp tục duy trì tăng trưởng, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới cho rằng Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa tái cơ cấu nền kinh tế, ổn định tài khoá, tăng cường sự linh hoạt tỷ giá và nâng dự trữ ngoại tệ để giảm bớt các yếu tố dễ gây tổn thương của nền kinh tế. Sẽ thanh tra hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên cả nước, trước mắt là sẽ ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đây là thông tin do Bộ Tài chính đưa ra ngày 10 tháng 4. Cụ thể, thanh tra của Bộ Tài chính sẽ thanh tra 2-3 doanh nghiệp. Tổng cục thuế thanh tra 3 doanh nghiệp và 2 đơn vị cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh và cục thuế Hà Nội sẽ thanh tra khoảng 10 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Việc thanh tra sẽ tập trung tìm hiểu, phân tích các báo cáo tài chính, hồ sơ kê khai thuế, tờ khai nhập khẩu xăng dầu của các đơn vị kinh doanh xăng dầu đầu mối. Năm 2015, liên quan đến điều hành thuế nhập khẩu xăng dầu đã có gần 3.500 tỷ đồng hoàn thuế nhập khẩu xăng dầu cho 23 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu. Nếu trừ đi số thuế giá trị gia tăng phải nộp, thì thực số tiền hoàn thuế cho các doanh nghiệp đầu mối này cũng chiếm đến hơn 3.000 tỷ đồng. Trong lúc chính phủ đang yêu cầu đẩy mạnh việc tiêu thụ xăng sinh học để bảo vệ môi trường, thì 7 nhà máy sản xuất ethanol, loại nguyên liệu chính để pha xăng sinh học lại lâm vào cảnh nợ đọng, ngừng sản xuất hoặc là phá sản. Thực tế này đang khiến cho lộ trình phát triển xăng sinh học của chính phủ với mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường khó có thể thành công. Mùng 6 tháng 4 năm 2015, ngày cuối cùng bảng mua giá sắn nguyên liệu được cập nhật. Nghĩa là một năm qua, nhà máy ethanol Dung Quất không còn mua nguyên liệu để sản xuất. Và đây là quang cảnh của kho chứa sắn nguyên liệu 10.000 tấn, bị bỏ không. Hiện chỉ còn 50 nhân sự được giữ lại để bảo quản, xử lý các vấn đề trong nhà máy. Công suất vận hành tối thiểu của nhà máy đây theo đánh giá của công ty dự kiến là khoảng độ từ 65-70% công suất. Vì nếu như mà hoạt động không bình thường thì tất cả cái chi phí liên quan thì rất là lớn. Đặc biệt là chi phí mà chi trả cho cán bộ nhân viên trong thời gian dừng máy thì vẫn phải chi trả. Năm 2014, nhà máy này chạy được 19% công suất, 14% trong đó là dành cho xuất khẩu. Năm 2015, nhà máy này chạy được 10% công suất trong 2 tháng, nhưng ethanol không xuất khẩu được, sản phẩm làm ra phần lớn phục vụ lộ trình phân phối xăng E5 trong nước. Tuy nhiên, việc sử dụng xăng E5 chỉ dừng ở mức độ tuyên truyền, không bắt buộc. Còn giá bán ethanol trên thị trường lại thấp hơn gần 3.000 đồng một lít so với giá thành sản xuất. Đầu ra cho ethanol quá khó khăn và đây chính là nguyên nhân khiến nhà máy này chưa bao giờ hoạt động hết công suất. Sau khi nhà máy đã tiết giảm chi phí dùng các biện pháp tối ưu thì đâu đó dự kiến khoảng gần 17.000 với giá thành kế hoạch. Tuy nhiên giá bán hiện tại thị trường rất thấp, chỉ khoảng 13-14.000. Cho nên nhà máy không thể hoạt động được nếu như giá bán thấp như vậy. Cả nước hiện có 7 nhà máy sản xuất ethanol, 4/7 nhà máy nhập khẩu và sử dụng công nghệ từ Trung Quốc. 3 nhà máy còn lại dù sử dụng công nghệ của các nước khác, nhưng thiết bị sản xuất vẫn nhập khẩu từ Trung Quốc. Các nhà máy này đều có vốn đầu tư từ 500 tỷ cho đến hơn 1.000 tỷ đồng, còn công suất thiết kế thấp nhất cũng lên đến 50.000 tấn một năm. Giá sắn cung cấp cho các nhà máy này thường bị đẩy lên cao bởi phần lớn chúng còn được xuất khẩu sang Trung Quốc và Thái Lan. Còn ở thời điểm này thì cả 7 nhà máy ethanol nếu không phá sản thì cũng đã ngừng sản xuất.
trong bối cảnh hiện nay đầu tư vào cái lĩnh vực này thì rất là lớn, nhưng thực tế cái đầu tư trang thiết bị thì hết sức là lạc hậu công nghệ, cho nên phải giải pháp đồng bộ. Bên cạnh đó cái nguồn nguyên liệu thì lại chưa quy hoạch phù hợp, đồng thời những yếu tố đó đầu vào đầu ra và tổ chức quản trị cũng như chiến lược phát triển thì chưa đi vào thực tế, hay nói mới chỉ là những cái bánh vẽ hay những cái mô hình có tính chất là mô phỏng. Để đạt được đúng lộ trình đề ra thì chính phủ cũng đã yêu cầu 8 tỉnh thành phố lớn trong cả nước đến tháng 6 năm 2015 sẽ đạt 100% các cửa hàng bán lẻ xăng dầu có bán xăng E5 và đối với các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương là 50%. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế đối với các nhà máy sản xuất ethanol và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hiện nay thì dường như là số phận và lộ trình của xăng E5 vẫn còn gặp rất nhiều trắc trở. Nhận định về những thay đổi trong bộ máy lãnh đạo mới của Việt Nam, môi trường kinh doanh thông thoáng thúc đẩy nguồn vốn từ các nhà đầu tư quốc tế vào khởi nghiệp tại Việt Nam, hay khởi hành tour du lịch đầu tiên đến quần đảo Thổ Chu, đó là những tin tức nổi bật trên các trang báo mạng trong nước và quốc tế ngày hôm nay. Chi tiết mời quý vị cùng theo dõi trong phần điểm báo ngay sau đây. Chính phủ Việt Nam ghi nhận những gương mặt mới nhưng sẽ không có mấy thay đổi trong chính sách, là dòng tít trên Reuters. Bài báo cho hay, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn chính phủ nhiệm kỳ mới với 27 thành viên. Trong đó, một số thành viên quan trọng của nhiệm kỳ cũ vẫn giữ chức, gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh. Nhiệm vụ của các thành viên chính phủ vẫn sẽ là cải cách kinh tế, bám sát lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và xử lý vấn đề nợ công. Đề cập đến tiến triển trong xử lý nợ xấu ngành ngân hàng, báo Quân đội Nhân dân có bài VAMC dự báo thu hồi vượt mức 20% nợ đã mua. Bài báo trích dẫn nhận định của các chuyên gia công ty chứng khoán Vietcombank, công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam đã thu hồi được 9,6% nợ xấu, nhưng tốc độ xử lý vẫn còn khiêm tốn. Công ty này vẫn chưa có đủ thẩm quyền để xử lý tài sản đảm bảo trong trường hợp chủ tài sản cố tình chây ý trốn nợ, và đây cũng chính là vấn đề nổi cộm nhất của VAMC. Môi trường kinh doanh thông thoáng, thúc đẩy nguồn vốn từ các nhà đầu tư quốc tế và khởi nghiệp tại Việt Nam, bài viết trên tờ Quân đội Nhân dân. Bài báo đề cập đến kiến nghị của một số chuyên gia cũng như chính doanh nghiệp để thực hiện hóa đề án quốc gia khởi nghiệp tại Việt Nam. Ví dụ như hoàn thiện cơ chế phối hợp đa ngành, đa lĩnh vực giữa trung ương và địa phương, tăng cường công khai minh bạch, giảm nhẹ thủ tục và thời gian xử lý trong các thủ tục xuất nhập khẩu, thuế, hải quan. Báo Tuổi Trẻ có bài khởi hành tour du lịch đầu tiên đến quần đảo Thổ Chu. Đoàn du khách đầu tiên gồm 30 người do một công ty du lịch tổ chức ra thăm quần đảo Tiền Tiêu trên biển Tây Nam. Đại diện công ty du lịch cho hay, công ty đã có quá trình chuẩn bị khá dài với sự hỗ trợ của ngành du lịch tỉnh Kiên Giang và Trung đoàn 152 Quân khu 9, đơn vị chủ lực đóng quân trên đảo. Trong phần tiếp theo của chương trình, năm du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc Đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề Khám phá đất phương Nam đã chính thức khai mạc tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào tối ngày 10 tháng 4. Vở nhạc kịch kinh điển thế giới Le Bohème ra mắt khán giả thủ đô nhân kỷ niệm 20 năm chương trình hòa nhạc Hennessy tại Việt Nam. Năm du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc Đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề Khám phá đất phương Nam đã chính thức khai mạc tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào tối qua ngày 10 tháng 4. Đây là sự kiện mở đầu cho hơn 60 hoạt động diễn ra trong suốt năm du lịch quốc gia 2016. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tới dự và phát biểu tại lễ khai mạc. Do tạo hóa hàng triệu năm hình thành. Mở đầu chương trình khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh du lịch Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long và đặc biệt là Phú Quốc đã có bước phát triển ngoạn mục trong hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cho rằng ngành công nghiệp không khói nước nhà vẫn còn nhiều bất cập, cần có sự chung tay thay đổi của cả xã hội. Hai điều này không cần trường lớp lớn, cũng chưa cần giỏi ngoại ngữ. Đó là sạch sẽ và thái độ. Tất cả mọi nơi, tất cả mọi thứ, từ to tới nhỏ đều phải thật sạch sẽ. Tất cả mọi lời nói, cử chỉ, ánh mắt, nụ cười đều phải thể hiện, đều khởi phát từ tấm lòng tôn trọng khách. Bên cạnh phần lễ thì chương trình nghệ thuật quy tụ hơn 500 ca sĩ diễn viên đã mang đến cho quý khán giả những tiết mục hết sức đặc sắc, hoành tráng, khắc họa một cách đậm nét sản phẩm du lịch đặc trưng, sự thân thiện mến khách của các vùng miền trong cả nước, đặc biệt là của Phú Quốc đối với du khách trong và ngoài nước. Sự thành công của đêm khai mạc đã giúp cho ban tổ chức kỳ vọng vào một sự thay đổi mới của du lịch Việt Nam trong thời gian tới. Năm du lịch quốc gia thì nó là một cái sự kiện hướng tới nhiều mục tiêu, nhưng cải thiện cái môi trường du lịch cũng chính là một trong những cái kỳ vọng mà chúng tôi hướng tới.
Bên cạnh đêm khai mạc này thì 66 hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam cũng được tổ chức tại 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và 6 tỉnh thành phố khác trong cả nước trong suốt năm 2016. Đây sẽ là cơ hội để du lịch Việt Nam có thể quảng bá hình ảnh đất nước, con người đến với bạn bè thế giới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa đưa ra cảnh báo người dân về các thủ đoạn rủ rê và lôi kéo của kẻ xấu để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, hiện tỉnh có khoảng 8.300 lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Trong số này đã có gần 600 người bị giới chức Trung Quốc bắt, trao trả, đưa trở lại biên giới. 9 người bị Trung Quốc đưa ra xét xử, 16 người bị tai nạn và bị chết. Nhiều phụ nữ đã bị mất tích. Từ đầu năm cho tới nay, tình hình xuất cảnh trái phép ở Thanh Hóa vẫn diễn ra phức tạp. Hàng nghìn người đã lén lút di chuyển về khu vực biên giới phía Bắc để tìm cách vượt biên. Đền bù giải tỏa tái định cư vẫn chưa đủ để người dân ở những vùng quy hoạch giải tỏa ổn định cuộc sống. Chính vì vậy, các quận huyện có nhiều dự án quy hoạch mới của thành phố Đà Nẵng luôn lưu tâm đến vấn đề giải quyết việc làm. Những phiên giao dịch việc làm định kỳ hoặc theo thời điểm sau giải tỏa được xem là giải pháp để ổn định an sinh xã hội tại địa phương này. Phiên giao dịch việc làm quận Ngũ Hành Sơn phải đến 8 giờ mới khai mạc. Nhưng từ sáng sớm, lượng người đổ về trung tâm hành chính quận vượt xa so với dự kiến của ban tổ chức. Không chỉ thanh niên mà còn có những lao động lớn tuổi cũng đến tìm cho mình một cơ hội. Phần lớn họ là những người dân trong các vùng quy hoạch giải tỏa trên địa bàn quận. Nhiều người mất đất sản xuất nên không có việc làm hoặc việc làm không ổn định. Vấn đề chúng tôi là muốn là tạo một cái phiên chợ ở đây để mà là kết nối kêu gọi các cái doanh nghiệp, các cái trường dạy nghề tới đây, và đồng thời chúng tôi cũng là vận động những người dân tại Ngũ Hành Sơn cũng như là những người dân ở giáp ranh Quảng Nam với Đà Nẵng và các cái vùng huyện của thành phố Đà Nẵng có cơ hội về Ngũ Hành Sơn để một cái tìm kiếm một cái việc làm nó tốt nhất. Khi doanh nghiệp cần lao động, người lao động cần việc làm, chính quyền đã làm cầu nối cho hai bên cung và cầu gặp nhau. Hơn 300 lao động có việc làm sau phiên giao dịch, trong đó có những người dân ở các vùng giải tỏa cùng con em của họ. Bên cạnh đó, các lao động trẻ có trình độ cũng có nhiều cơ hội tiếp cận cùng lúc với hơn 160 doanh nghiệp tại phiên giao dịch. Việc làm này rất khó tìm. Về thời buổi hiện nay thì công ty thì cũng họ đặt ra tiêu chuẩn cũng khá cao, còn sinh viên ra trường cũng khá đông nữa. Còn đại học với lại cao đẳng thì cũng khá nhiều sinh viên giỏi. Nhà nước nên tổ chức việc làm như thế này rất nhiều để cho những ai mà chưa có việc làm thì sẽ có cơ hội tiếp xúc như với lại nhiều công ty với lại nhiều hơn. Việc làm không chỉ là nỗi lo của người dân vùng giải tỏa mà còn cho cả chính quyền. Thực tế ở một số nơi cho thấy nếu chỉ giải quyết vấn đề tái định cư và đền bù giải tỏa mà không kèm theo quan tâm giải quyết việc làm, ắt sẽ kéo theo nhiều hệ lụy xã hội. Việc làm vẫn là cái gốc căn cơ nhất để ổn định an sinh xã hội cho những vùng giải tỏa. Ngày 10 tháng 4 tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm giáo dục và hướng nghiệp quốc tế với nhiều chủ đề thiết thực dành cho các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên và người đi làm quan tâm tới định hướng giáo dục và hội nhập quốc tế. Xu hướng về du học và hướng nghiệp cùng với các thách thức cho người lựa chọn du học, kinh nghiệm vừa học vừa làm ở nước ngoài, cách tìm kiếm học bổng của các trường đại học danh tiếng được giải đáp với sự tham gia của nhiều giảng viên, hiệu trưởng một số trường học ở Việt Nam và các du học sinh tốt nghiệp các trường danh tiếng. Triển lãm mong muốn giúp các học sinh, sinh viên, phụ huynh có định hướng đúng đắn khi lựa chọn du học ở nước ngoài. Nhân kỷ niệm 20 năm chương trình hòa nhạc Hennessy tại Việt Nam, vở nhạc kịch kinh điển thế giới La Bohème đã được trình diễn bởi các nghệ sĩ nhà hát nhạc kịch Australia tại Nhà hát lớn Hà Nội vào tối qua ngày 10 tháng 4. Vở diễn đã thực sự chinh phục được khán giả thủ đô với màn trình diễn nghệ thuật hàn lâm đặc sắc mang đẳng cấp quốc tế. Thông qua câu chuyện về một nhóm bạn trẻ với tư tưởng tự do phóng khoáng, vở nhạc kịch La Bohème đã chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời với những người yêu nhạc cổ điển tại Hà Nội. Với việc sử dụng công nghệ dàn dựng sân khấu hiện đại và một dàn diễn viên đầy sức trẻ, phiên bản dàn dựng lần này của vở La Bohème đã mang đến những nét lôi cuốn rất riêng cho vở nhạc kịch kinh điển này. Lần này chúng tôi có sử dụng hệ thống máy chiếu để tái hiện hình ảnh của thành phố Paris cũng như bối cảnh của vở diễn. Một điểm nhấn nữa đó là sức trẻ của dàn diễn viên cũng mang đến những nét cuốn hút cho màn biểu diễn.
Thông qua cách kể chuyện tiết tấu nhanh, cấu trúc âm nhạc tinh tế ở mỗi màn và nhiều giai điệu dễ nhớ, La Bohème đã đưa người xem đến với những cảm xúc trọn vẹn của tình yêu, mất mát, niềm đam mê hay khát vọng sống trong tác phẩm. La Bohème là một câu chuyện về những con người rất thật, ở trong những tình cảnh cũng rất thật. Vì thế nên kỹ thuật chúng tôi sử dụng ở đây tập trung chính vào sân khấu và diễn viên để tạo nên một màn trình diễn gần gũi, chân thực nhất đến với khán giả. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Jonathan Webb, vở opera đã thực sự chinh phục trái tim của mọi khán giả trong khán phòng nhà hát lớn. Với diễn xuất điêu luyện và đầy cảm xúc của mình, các nghệ sĩ cũng đã truyền tải đến khán giả thông điệp cuộc sống qua vở diễn đi qua năm tháng này. Thông điệp lớn nhất mà vở La Bohème muốn gửi tới khán giả đó chính là tất cả chúng ta ai cũng đều có ước mơ. Và dù cho trải qua bao nhiêu thử thách khó khăn, ước mơ của bạn vẫn có thể trở thành hiện thực. Hòa nhạc Hennessy đã từng giới thiệu hình thức opera đến công chúng Việt Nam từ năm 1999, nhưng chỉ dừng lại ở các trích đoạn. Đây là lần đầu tiên một tác phẩm nhạc kịch được trình diễn một cách trọn vẹn trên sân khấu nhà hát lớn Hà Nội. Cho đến nay, vở La Bohème đã được trình diễn hơn 1.200 lần và là một trong ba vở opera nổi tiếng nhất trên thế giới. Buổi trình diễn tại Hà Nội đã mang lại cho công chúng thủ đô một buổi trình diễn nghệ thuật thực sự ấn tượng nhân dịp kỷ niệm 20 năm chương trình Hòa nhạc Hennessy tại Việt Nam. Ở phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và quý vị có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.